Xin chào cả nhà nha. Hôm nay có chị Thẩm, nhà chị Thẩm về chơi. Hôm nay tiệc gì vậy chị Thẩm? Chị Thẩm bao tiệc này. Hôm nay tiệc gì vậy chị Thẩm? À, lâu về làm mở tiệc ăn phải không? Chả Bình Định. Chả Bình Định hả? Chả ngoài chắc ngon lắm á. Chả ngoài đó. Thành giỏi chưa? Thành quá trời giỏi luôn rồi. Út ra nhà mình không có ai hết con. Vậy á, không. Ủa mẹ ăn đâu? Mẹ con ở đâu bên Gò tới thui không vô, rồi con không có nhà kéo vô tự Út làm luôn nè. Vậy đó. Con đã chồng dạ. Con sợ Dưỡng Út à, con sợ Dưỡng Út lắm chứ. Ông nhiều chứ cũng giữ lên một đường đỡ rồi. Ăn chiên chả giò hả Hưng? Tôi để lửa nhỏ thôi. Cơm thẳng nó mua đâu con dùng chung quá được vậy hả? Quán sẵn rồi mẹ. Chả giò nó sẵn rồi. Cái gì mà bự quá vậy ốc? Cá dứa đó con. Ngon quá trời luôn. Sáng con cá dứa mấy ký không? Ồ ngon quá hả chị? Tại sáng bán ghế ép mua. Vậy đó hả? Tại còn có một con. Chứ thường là chợ 200 mấy ký luôn á. Tính là chiều chị đi mới đi mua. Nhưng mà xong cái sáng này điện chị nói là có cá vậy đó. Cái đem vô luôn. Còn có bán cái giá. Dạ. Ít ở trên đầu tủ ốc này trong lấy cho. Tại sao vậy? Sơn Hà ơi. Cho anh chơi với nghe kinh. Con đừng có lấy được của anh nghe. Đừng giành đồ chơi của anh nghe. Nghe. Mới có mấy một trực thăng hả? Dữ ta, chả dữ không ta. Nó có đèn vậy đó hả con? Rồi con anh kia kìa, con anh kia chơi đi. Dạ. Bỏ tính chơi con gì vậy? Con này con gì con nói tiếng mắt nghe đi. Con khủng long. Con mi nhỏ. Đúng rồi, con khủng long nè. Bỏ cho ăn cái miệng bánh. Ăn cái miệng lên bánh. Bỏ đi nào. Mẹ biết rồi. Bỏ ra nào. Con khủng long. Mở ra nha. Con mở ra đi. Con tự mở. Đó, nãy lấy cái bút phục vụ xe nữa nè, lát nha. Quá trời ơi, cầm cái bút chắc không có tiền trả thì rồi chơi luôn quá. Thôi ở đây luôn đi. Ở đây chơi nha. Ở đây là thím Út hết tiền đi lấy hàng về bán luôn. Hai đó. Hết vốn luôn. Cái không có thịt hả mẹ? Cái này tôm không? Chị nói thì ít không á. Người ta bán vậy đó. Dạ. Để lấy gì vậy? Xả nè, hỏi Út đi chứ có lấy hay không? Bỏ. Út đi sắp xả nữa kìa. Bỏ mẹ đủ rồi mẹ. Nãy lấy xả rồi. Số hộp về ba đâu? Số Hà bị sao mũi chị? Chở cho bác sĩ. Dạ. Bác sĩ khỏi đi tập thể dục luôn. Khỏi đứa một chiếc gì là khỏi dành lộn mà. Dạ, ai về kìa Ba Hưng. Ba Hưng. Trời giỏi quá ta. Ba Hưng ba Sơn chưa? Số Hà thưa ba Sơn chưa? Hello đi con xin chào đi. Con chào chú đi con. Dạ. Bây giờ hết rồi. Bây giờ hết rồi. Ở Sơn Hà đi hả? Con đói bụng hả? Ăn. Dạ ăn. Bánh kia ngon kìa. Bánh tắc ai đây về ngon lắm. Bánh mua vàng á.
con bao có bánh ngon vậy Xuân hả? Bác bao cho bánh ngon cả hả? Bánh này ngon lắm nè. Cảm ơn đi, cảm ơn. Bà bông cúc ngon lắm. Cảm ơn gì đi. Con cá hai chiếc nữa mình coi. Chiếc nước mắm vậy. Hai mấy học tiệm dữ vậy. Ừ. Bữa đi về, bữa đi ngang Cà Ná mua nước mắm về. Cái nói chỗ này nè, ghé đây nó thấy không phải tiệm kia kìa. Ghé. Không phải, cái tới ảnh ghé con cái không phải cái qua mất tiêu không còn tiền. Tiệm nào nước mắm Cà Ná. Nhìn luôn. Uống thôi. Hai chồng nó tính đó. Nó không phải lắc gì nhà luôn. Rồi xong mới chạy chạy rồi. Không còn một tiệm nào hết đó. Y như bữa là rước dâu tụi bay vậy hả? Không có tụi bắn cả đá. Cái tiệm này thôi lấy ra cái kia tới kia tới kia là ráo hết tiệm luôn. Cái gì xuống tới nhà là mình gái nha. Như nó thôi hả? Cái gì con mắm hấp dẫn quá hả? Xin hả? Con bệnh hả con? Hả? Con bệnh hả con? Hồi nãy con đi đâu vậy? Bị hút mũi. Bác sĩ ở đâu? Ở Cần Đức đó không? Có hút mũi không? Có chích không? Không có chích mà bị hút mũi. Hút mũi hả? Hút mũi hả? Dạ. Xong rồi. Rồi xong rồi, cả nhà mình xuống ăn thôi nghe. Rồi, bye bye, tạm biệt cả nhà mình nha. Chưa tao sơ bồng. Bỏ tính bồng đẹp hay chăng thì sợ té hén. Sao mày dẻo lắm, nấp mà. Sơ hàng nè, làm lại chỗ coi nè. Đặt xuống nè. Làm lại coi. Đó, nữa chưa được. Thẳng ra, thẳng ra không? Thẳng ra luôn. Thẳng ra đứng dậy làm lại. Kéo quần lên. Kéo quần lên.